Rồi chào các bạn đến dưới clip 2 của anh Thợ Dây Chai nha các bạn. Mình đã canh lỗ rồi nè các bạn. Mình canh lỗ rồi nha. Rồi bây giờ mình chuẩn bị mình cố định điện thoại luôn, mình quay clip 2 cho các bạn xem nha. Mình quay rồi mình dặn nồi rồi xong xuôi mình mới cho cái gúng vô nha. Các bạn xem mình làm nha các bạn. Các bạn thấy kênh anh Thợ Dây Chai có hay và hữu ích, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Mình mở quạt ồ chút xíu các bạn thông cảm nha. Mình đút vô, không vô. Mình canh đu ốc rồi. Mình lật lại thôi. Mình bắn bằng vít mới luôn nha các bạn. Mình bắn vít này nè. Bắn mâm luôn. Một bịch gì mình mua là 10.000 các bạn. Mình canh cái lỗ này mình canh bằng nhớt á các bạn. Thử ra mình phải nung 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 trước cho người ta ha. Mình không nung cái người ta nấu nó có khói á, cái người ta quản hồn, người ta tắt nó, người ta tắt tao xè. Mình phải nung trước cho người ta. Mình đã bắn xong rồi đó các bạn nè, ngon lành thấy không, mình canh nó ngay bon nè, giờ mình xuống là đây là được rồi. Xong mình tiến hành mình gắp rồi xong cái nồi cơm này nó có lúc đó rồi bây giờ mình tiến hành mình gắp cái đường dây vô ha. Gắp cái cầu mình vô trước, cần vô mình xài vít mới không hết luôn. Cái vỏ này nó không thành vấn đề nha các bạn, mình làm ở dưới chứ mặt trên người ta không thấy, nhưng mà mình làm nó cho nó đàng hoàng, chỉ chạm để nó va chạm vô là mình làm là xài không được, là người ta không có xài được. Dưới mình căng cái càn này là phải cho nó ngay, nó không ngay nó xéo đó là nấu cơm nó bị lạch liền, nó khó chín lắm. Cái nồi cơm điện này nó là cơ nhiều quá bạn. Mình kiếm chỗ mình ổn định cái miếng hâm này lại, cái miếng hâm này ổn định sao đây.
có thể mình bắt gì các bạn. Bắt gì vẫn được nha. À, trước khi mình gắp cái này thì mình gắp cái đường dây hâm vô với cái đường dây điện nguồn vô này ha. Dây điện của cái vỏ nồi này mình không có rồi. Không có để thử rồi. Để cái này mai mình giao cho người ta rồi mình lấy dây mình test luôn các bạn ơi. Mình chỉ đo thôi. Lắp rồi mình đo thôi. Mâm thì nó ok rồi, khỏi lo. Mình làm chuẩn là cái nồi cơm nó nấu chín ngon các bạn. Cái đường cầu trì này coi nó còn không nha các bạn. Các bạn xem đồng hồ mình nha, nè kim nó quạt nè, cầu trì còn nè các bạn. Lắp cái đường dây còn lại vô. Đồ mình đi làm, mình đi sửa dạo các bạn, mình nếu mình sửa cho khách đó thì mình sửa rất là nhanh, còn mình làm mình chia sẻ anh em á, mình làm từ từ, mình làm từ từ đó. Còn một đường dây còn lại này dưới dây còn thì nó vô một đầu. Cái loại nồi cơm sáp này nó cũng dễ, nó bên hai cộng các bạn. Bên thì mình đi chung với dây hâm. Bên đây nè, bên đây là dây chung nè, dây chung là giữa hai cái bóng đèn các bạn. Nó vô giữa hai bóng đèn á. Dây chung á. Giữa hai bóng đèn nè, dây chung nè, vô cầu. Và nó từ bên cái cửa lẻ này đi qua luôn các bạn. Nè, dây chung nè. Còn một đường dây hâm nó vô luôn. Còn đường dây hâm còn lại nó cũng vô cửa lẻ luôn, khi nhịp lên là cửa lẻ nó hoạt động. Khi nấu nó nhắc á. Trước khi mình gắp cái gúng vô á thì mình sẽ chỉnh cái mâm, mình căng cái mâm trước, căng cái nồi này các bạn, cái nồi này nó mình phải căng vô cho nó dần vô cho nó vừa cái mâm ấm mâm nha, tuy nó chưa mớp nhưng mà nó mớp như này nè, mớp đây nè, ha, mình lấy kìm nẻ ra, nó ôm không, rất là ôm luôn các bạn. Mình gò sơ sơ cái nghe, chứ mình không có đặt cái gúng vô mình mới gò. Cái này mình cứ để vô gì mình gò luôn các bạn. Gò cho cái nồi nó ôm. Nó còn hở cái đống luôn ha. Không có ôm á là nấu cơm nó không có chín, nhiệt nó không có thông lên được trên cái vỏ nồi cơm đó các bạn.
rồi mình đã chỉnh cái nồi xong rồi đó các bạn, thấy không? Cái này mình chà nữa, anh chà nhám sơ lên các bạn, rồi mình tiếp tục mình gắp cái cúng vô nha. Mình chỉnh xong cái nồi mình mới gắp cái cúng vô, để không mình gõ, mình gõ nó bị mất cái từ trường 500 của cái cúng á, bị lệch. Mình gắp vô nha. Trước khi mình gắp vô, muốn cho cái cúng nó ngon á thì mình phải bóp cái này ra nè các bạn. Bóp cái này ra một cái ha. Mình hấp. Tại vì nó vô trong cái ti sắt á, cái ti sáp đó là nó hơi. Hấp cái cạnh nó tính. Hấp hai cạnh này nè. Hai cạnh trên nè. Cho nó khi mà mình bóp nó ra đó. Ướp ra cho nó lỏng, nó nhẹ mình đó, nó nhẹ mình, nó mới niêu theo cái càng. Còn nếu mà nó bị kẹt hay bị chẹo gì nhẹ một tí nữa mà nấu không bao giờ bền. Đơn giản như vậy. Đó, mình bóp vô gần sát vậy nè. Lát cái mình đưa vô cho cái lỗ nó vô. Chinh canh ngay rồi đưa vô nha. Rồi, mình đưa vô mình nãy nha các bạn, rồi nó vô sao. Với lại mình phải canh song song hai cái cây này nè đó, khi mà đè lên nó không có đụng cái càng, chổi lên nó không đụng càng, nồi cơm để vô nó sẽ chổi lên gì nè. Còn ví dụ mình để cái gì cái bắt đầu nồi cơm chổi lên gì sao mình bật cái càng nấu được đó. Cái này là mình nói với anh em nào mà chưa có làm nghề nha các bạn, chứ không phải là anh em làm nghề thì đã gành rồi. Mình bẻ cái đó lên đặng mình cạy cái cúng cho nó dễ. Mình dùng cái cây vít dẹp nữa các bạn, nãy nó lên, nãy cái cầu nó lên. Theo gì xài cái kìm mỏ nhọn nha, nhưng mà mình xài cái vít dẹp. Nó vừa nhóm lên là nó gài vô, nó gài vô cái thành, cái thành mâm á. Cái này nó còn hơi ấy nè, mình dán lên chút xíu để mình lại cho dễ. Lại vô dính rồi đó bạn, chất lượng rồi đó. Rồi bây giờ mình gắp vô nghe bạn, gắp cái chấu nó vô. Cho cái cháu nó vô nè. Hồi nãy mình bóp nó vô rồi. Rồi mình sẽ bóp cái thẳng ra nè, thấy không? Rồi bây giờ mình đặt cái nồi vô, mình đặt cái nồi vô cái vỏ nè. Đó. Xem nó như thế nào. Nó đậu lên thấy không? Đậu lên là nó sẽ đẩy cái càng chiếc da khi nấu chín nè. Đó. Rồi giờ mình bấm coi nấu được không nha. Bấm coi nó ăn chưa? Chưa ăn nè, thấy không? Đó, cái càng nó chưa có đẩy cúng tới á, thấy không? Mình phải bẻ cái càng này cúi xuống chút xíu nha các bạn. Đó. Thấy không? Nó bấm, mình đưa lên nó chưa tới. Mình bẻ một bên là nó hơi lệch, nó hơi méo. Cái loại càng sáp này là mình bẻ phải cho đều hai bên vậy nè. Ít bên đây tí là nó đều. Rồi chỉ đơn giản vậy thôi đó các bạn. Thế là cái này là xong rồi nè. Mình
vệ sinh cái miếng đất này mình gắp vô. Đang mình gắp cái miếng hâm nữa bạn ơi. Rồi xong cái phần này cố định này ha, cố định là mình sẽ bắn cái miếng hâm này cho nó dính lại luôn. Bên ngoài bên trong luôn nè bạn, thấy không? Đó, thọt con vít vô bắn bên trong và bên ngoài nó không có va chạm dưới chỗ nào hết. Đó. Mình làm sao cho nó không va chạm mà mình mới bắn vít cố định được. Nó phải xen vô nó nằm đó. Mà méo ngoài thì cũng vẫn được nhưng mà méo ngoài nó không có hâm ngon. Cái loại này nó hâm bằng cái hơi nóng nó lên nó không có gì đâu. Cái nồi cơm sáp này nó chỉ kẹp nó bẻ ngang không mà nó hâm bằng cái hơi nóng của nó lên, cái hơi nóng của miếng hâm này lên chứ nó không có xài mà kiểu mà bắt miếng hâm trực tiếp vô trong cái mâm để nó dẫn cái nhiệt. Nếu mà cái này mà bắt trực tiếp vô cái mâm nó dẫn nhiệt rất là ngon các bạn, nhưng mà cái này nó bằng thép sắt bằng tôn đó nên cái nhiệt nóng nó đưa lên cũng ngon. Cái loại nồi nó là phải vị đó chứ còn bắt trực tiếp lên cũng được, sao cũng được chứ miếng hâm mà. Đó. Mình bắn vít lên vậy đó các bạn. Dính cứng khừ nha. Không nhúng nhích, không va chạm gì hết. Cái cầu này nó không va chạm nè. Rồi bây giờ mình lúc lắc rồi. Làm cái gì mà căng chỉnh ra hết. Xiết cái này lại đây. Rồi bây giờ mình tiến hành mình đo nha. Mình đo xem nó như thế nào nha các bạn. Đây, để cái đồng hồ ở đây đi ha. Bạn xem nha. Mình móc lên chút xíu cho bạn dễ thấy. Thì mình đo hai cái cầu này nè các bạn. Đây nè, đầu tiên thì mình đặt cái gúng lên nha. Đây, cái không gian nó nhỏ quá các bạn ơi. Mình đặt cái gúng lên đó. Đặt cái gúng lên này thì nó còn cái độ hâm đó các bạn. Đo coi hâm còn nè các bạn, thấy không? Nè hâm còn nè. Bấm lên nấu rồi. Đó, thấy không? Ngon lành nha các bạn. Mình đo có chạm mát gì không nha. Mình đo từ cái cầu mình nè. Cầu này nè. Cầu gục này cũng được nữa. Cầu gục mình đo vô cái mâm. Đó, đo vô cái mâm không lên ha. Đo bên đây cũng không lên ha. Mình được rồi nè, thấy không? Đo cho anh cái cầu gục này chất lượng rồi đó. Rồi thế là mình đã gắp xong cái nồi nha các bạn. Rồi bây giờ mình chuẩn rồi đó, mình gắn cái miếng chân đế đít vô. Mình chịu cái đít không à. Rồi gài vô ngay ngắn hết trơn rồi mình gắp vô. Nó có con ốc khóa đây, mình dặn vô đúng ghim của nó luôn nha. Cái nồi này chắc mình cũng kiếm cái gì mình ghim mình đun với bạn ơi, mà mình không có. Cái nồi này bao nấu cơm ăn chuẩn luôn không ạ. Rồi mình đã gắp xong cái nồi cho khách rồi nha các bạn, không có lau chùi với kem để gì đó, mai giao rồi tính. Các bạn thấy kênh Anh Thợ Gia Trai có hay thì hãy quên nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Đó, quá trình mình đã gắp xong rồi đó, hoàn chỉnh rồi. Chào tạm biệt các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn clip sau nha các bạn, có gì hay mình chia sẻ cho các bạn xem. Rồi chào tạm biệt các bạn.